chào các bạn cùng những lời chúc trân trọng và thân thương nhất để đáp ứng lại sự yêu thích, sự chia sẻ và đăng ký xem kênh video của mình trong suốt thời gian qua. Hôm nay thì xin phép ra mắt trường mới với mảng ốc vực người đi siêu tường. Vậy người đi siêu tiền tường như thế nào thì các bạn hãy đón xem nhé. Đây là tường gia đình của chúng tôi, đó là tuyên bố đó. Ở đây mảng ốc vực người đi siêu tường được phép bắt đầu. Chào mọi người. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Mà một việc đi đến đây là kết thúc. Mọi người xem bức tường trên thì vẫn còn nguyên. Đó là vẫn còn nguyên.
trường có thực cũng là rất là đơn giản, dễ làm, dễ thực hiện không các bạn. Trong đồng thời qua video này, nếu các bạn thích các bạn có like, chia sẻ cho người khác được xem. Và nếu các bạn thích xem kênh video của mình thì bạn hãy xem cái video này để chúng xem có các bạn cảm thấy vui và chúc thành đạt và may mắn và sự quý và đồng